Giây phút anh gặp thằng là anh biết thóc si tình. Tình mình tinh tang tinh tăng, tình mình tinh tăng tăng tăng. Ôi hai chị em á, hai chị em yêu mến nhau á. Tôm em chưa? Tôm đi. Ơi. Hả? Đắp chân cho em á. Làm gì đấy? Sao phải thổi chân cho em á? Đắp chân cho em mà. Đắp chân cho em đi. Bé ơi. Ôi trời bé em. Ôi giời, lôi em làm gì đấy? À, đắp chăn cho em à? Thổi thổi chăn ấm xong rồi đắp cho em à? Úi dồi ôi, chị tình cảm thế. Bé rất thích lắm. Hả? À, bé em thóc ra hả? Không. Thế làm sao? Lau mồm để cho em. Ừ, lau mồm cho em hả? Mồm em chảy phùi bọt cái hả? Ôi chị thật là đảm đang. Ừ, chị gái thật là đảm đang quá. Ôi trời ơi. Ta da. Ừ. Ừ. Đấy, chị gái đảm đang quá. Ôi trời ơi. Bé em ra cái gì? Ừ, con bé đi. Ôi trời ơi, chị gái bé em ra kìa. Ôi trời ơi, bé đi. Ôi trời ơi, con bé không? Ôi trời. À, không bé được á? Ờ, mẹ bé nhá, thế mẹ bé nào. Ôi trời ơi, kìa em để phụ một cái thì lau cho em nè. Ôi dồi ôi, lau kinh quá, lau sạch quá. Chập 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 chập. La 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 la. Em ơi em à, em có bùa gì mà để làm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chị chồng em thế.